Đến đây là anh gọi ủy ban xã đúng không? Đây sao? Không, chưa. Đi qua cái khu nhộn nhịp. Tao hỏi có phải khu 5 mà có anh Tuấn, cái Lan, Việt đấy đúng không? Không biết anh Dũng. Thôi, con hỏi đi. Chị 5 mà có thằng Tuấn này, cái Lan này, Nhí này. Cái đường kia. Nó ngó bên à? Đó. Phải chị 5 không? Em Ngọc này. Ôi trời, có nhận ra không? 30 năm rồi, 28 năm đấy. Từ năm 1994 thì chúng tôi thực hiện cái kế hoạch đi dân vận. Chúng tôi được cử đến xã Phước An, huyện Nhân Trạch một tháng. Tôi là tiểu đội trưởng, được giao nhiệm vụ phụ trách 10 đồng chí ở nhà chị ở đây. Làm đường, làm nghĩa trang, san sửa nghĩa trang, rồi làm một số các cái công trình đắp đê ngăn nước mặn để cho bà con cấy lúa. Ngoài cái thời gian làm nhiệm vụ chung thì chúng tôi cũng giúp gia đình là quét dọn, vét giếng rồi làm tất cả cái công việc khác. Và dù dân có không thích, chúng tôi vẫn xác định ở và giúp dân hết cái khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Và đặc biệt khi rời đi không được để điều tiếng với nhân dân dù bất cứ nơi nào. Cái thời gian ở đây một tháng thì đã để lại cho anh em chúng tôi đúng là một cái tình cảm không bao giờ có thể quên được. Đặc biệt là khi tiễn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đi về thì bà con dọc hai bên đường nhiều người khóc. Ở biết á, rồi cái tình cảm, tình thương á, thấy quấn quýt á, thấy bộ đội thì cũng thiệt thà, đồ này kia nọ giúp cho dân. Đồ ở đây thì đồng bào cũng thương cho dân lắm. Từ đó mới cảm mến, như kiểu ăn uống rồi vậy đó. Rồi cái kêu bộ đội ăn, xong rồi cái trở về lục quân hai, trở đâu trên này nè. Rồi cũng dân ở đây cũng đi thăm, mua đồ đem lên cho vậy đó. Khi đến năm 1998 thì tôi cũng có một lần rủ một anh bạn ghé thăm được một chút thôi. Thế nhưng mượn một cái xe máy đi đến gần đến đây thì hỏng, người ta bảo bây giờ chỉ đi tạm được thôi. Bây giờ mình không có tiền sẽ không về được. Tôi có hỏi chị cho tôi vay 100-200 ngàn gì đó, tôi hứa tôi sẽ trả. Thế chị bảo tôi không phải vay. Chị cho 500 ngàn nhưng mà tôi không lấy. Nhưng mà cuối cùng rằng co mãi, chị bảo chị cho tôi 400 ngàn. Tôi mới bảo là thôi được rồi, nếu mà 400 ngàn thì sẽ có ngày tôi trả. Mình nghèo mình ở đây mình xây trở được, cái vụ thiếu hụt mình mượn gần gần đây được. Còn như Ngọc giờ nó quen tôi rồi, nó xuống vậy rồi, rồi nếu mà không có rồi cũng tội nghiệp cho nó. Nó đâu biết mượn ai phải không. Chị thương là chị cho chứ không có cái gì hết trơn á. Nhí nó kiếm quá trời mà không biết lạc đâu. Trước đây thì cô không biết bộ đội làm sao, nhưng sau này thì cho bộ đội ở nhà thì cũng rất mến. Thấy bộ đội thật thà đàng hoàng, giúp đỡ cho dân. Rất xin cảm ơn chương trình Quân khu số 1 đã tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ gia đình nơi đã gắn bó cách đây gần 30 năm. Xin cảm ơn. Cái niệm là trước khi anh cả nhà chụp hình rồi lại nó luôn lại nhớ, thì cái lúc mà anh nói á thì mới nhớ trời, nhớ lại cái hồi đó cái tấm hình đó. 28 năm gặp lại thấy anh lộng anh già hơn nhiều và ốm, nhưng mà cảm xúc thì nó quay về, cái tuổi thơ nó quay về nhớ người rất là nhiều mà không có diễn tả. Cô không ngờ nay là 28 năm là cô cũng có một người em.